anh chàng này bỗng nảy ra ý tưởng quay tay vịn xe hướng lên trên sau đó anh chỉ điều chỉnh tư thế nằm lên bên trên tốc độ xe bỗng tăng mạnh các bạn đều hỏi anh ấy tại sao đột nhiên lại nhanh như vậy tuy nhiên anh ấy chỉ nhoẻn miệng cười về tới nhà anh liền tháo máy giặt lấy vòng bi bên trong ra sau đó tìm từ bãi phế phẩm về một ống thép làm thành hình dạng đặc biệt cuối cùng dùng tiếp nguyên liệu bỏ đi để hàn lại thật chuẩn xác trong ánh mắt ngạc nhiên của bạn bè một chiếc xe đạp kỳ lạ đã xuất hiện anh ấy tự tin đạp chiếc xe này có thể hoàn thành mơ ước của mình phá vỡ kỷ lục một giờ đồng hồ của cuộc thi đạp xe cấp thế giới các bạn đều im lặng phải biết là cuộc thi đạp xe chuyên nghiệp đều dựa vào máy tính để thiết kế hơn nữa giá tiền chế tạo ra đều vượt hơn 500.000 bảng anh và chiếc xe cũ nát này của anh ấy thậm chí 50 bảng anh cũng không có ai thèm anh ấy lại chỉ dựa vào chiếc xe cũ nát này mà trở thành người bay ở Scotland câu chuyện có thật về ý chí này tôi muốn kể cho các bạn đang bị lo lắng trầm cảm đánh giá hy vọng nó có thể cho bạn đáp án về những cuộc đời khác nhau Wright sinh ra ở một thị trấn nhỏ của Scotland từ nhỏ anh ấy đã có hoàn cảnh gia đình không tốt lắm cộng thêm những bạn nhỏ khác thường xuyên bắt nạt, lâu dần khiến cho Raikim vô cùng trầm cảm. Bố anh ấy đã nhiều lần hỏi anh ấy rốt cuộc là ai làm, nhưng anh ấy vẫn không có dũng khí để nói ra. Bố anh ấy chỉ đành bất lực nói, con buộc phải học cách dũng cảm đối mặt với chúng. Để có thể làm Raikim vui hơn, bố đã lấy ra món quà giáng sinh đã chuẩn bị sẵn. Một chiếc xe đạp mới toanh đã thay đổi cuộc đời anh ấy. Từ lúc có nó, đám bạn xấu không còn đuổi kịp được Raikim đang bỏ trốn nữa. Ngồi trên chiếc xe đạp chạy băng băng, anh ấy cảm nhận được cả giác đang sống. Tới năm 1993. Roy right Kim 28 tuổi tuy đã kết hôn sinh con, nhưng anh ấy vẫn bị bó buộc trong chứng trầm cảm nặng. Anh ấy thường khóc lóc, vùng vẫy giữa áp lực kìm nén, bên tai thường vang lên những lời thì thầm đáng sợ. Rai right Kim vừa thường tham gia thi đấu xe đạp, vừa đi giao hàng để nuôi gia đình. Anh ấy rất tự tin với tốc độ giao hàng của mình. Muki cũng là nhân viên giao hàng, vừa nhìn đã nhận ra Rai right Kim. Thân là một người đạp xe cuồng nhiệt, anh ấy thấy cuộc thi đạp xe lớn nhỏ nào Rai right Kim cũng tham gia. Rai right Kim tuy không phải là tay đua chuyên nghiệp, nhưng có lúc còn giỏi hơn vận động viên chuyên nghiệp anh ấy thường dốc sức vào đoạn cuối để chốt hạ cuộc đua. Ngoài việc giao hàng ra, Rai còn cùng vợ kinh doanh một cửa hàng xe đạp. Nhưng vì sự cạnh tranh của cửa hàng đối diện, họ buộc phải thanh lý kho, chuẩn bị đóng cửa. Càng mặc sức khách hàng mua thì họ giảm giá càng mạnh, đồ trị giá 300 bảng Anh họ cũng chỉ đồng ý mua với giá 200 bảng Anh. Rai vốn định giao hàng tận nơi, nhưng đối phương khinh thường nói, cậu không thể đi nhanh bằng tôi lái xe được. Sự hống hách của khách hàng đã thắp lên lòng hiếu thắng của anh ấy. Anh ấy và khách hàng đánh cược, nếu khách hàng lái xe tới trước mình sẽ miễn phí, nếu mình đạp xe tới trước sẽ trả thêm mình 100 bảng Anh. Khách hàng chắc chắn đồng ý cuộc mua bán dâng tiền tận miệng này, họ nhờ ông lão bên cạnh làm chứng. Vậy là cuộc chiến giữa một chiếc xe hơi và một chiếc xe đạp đã bắt đầu từ đây. Wright im thậm chí không tiếc vượt đèn đỏ chỉ để thắng cuộc đua. Ông lão thấy tinh thần của anh ấy cũng bắt đầu nghĩ anh chàng này dường như có khả năng thắng. Đúng lúc khách hàng tưởng mình sẽ thắng thì Wright im từ một đường khác lao ra. Tuy anh ấy bị vị khách kia đâm ngã, nhưng anh ấy đã thắng lần này. Muki rất tò mò tại sao Gray phải đi giao hàng để mưu sinh, vì anh ấy là người lập kỷ lục một giờ của nước Anh. Nhưng tôi cũng phải nuôi gia đình như những người bình thường khác, hai người đi giao hàng. Lúc nghỉ ngơi Muki đã nói với anh ấy, tay đua Botman nổi tiếng mà anh ấy biết sau 9 tuần sẽ phá kỷ lục thế giới. Đó là thành tích 9 năm liên tiếp không ai phá vỡ được. Nghe được tin này đã thắp lên một ngọn lửa trong lòng anh ấy, nhưng mình phải tìm cách nâng tốc độ lên. Anh ấy không ngừng suy nghĩ, quan sát và thật sự đã tìm được phương án để nâng tốc độ. Ngay khi tan làm về nhà, anh ấy đã cùng với muki lấy ít nguyên liệu cũ ở bãi phế liệu không ngờ cảnh này đã bị mục sư phát hiện điều này khiến hai người sợ hãi không hề nhẹ mục sư rất nghi ngờ anh ấy muốn chế tạo chiếc xe thế nào rijim dùng cả tay lẫn chân mô tả cho mục sư về nguyên lý chế tạo xe tôi định làm ra một chiếc xe đạp mới để thử thách kỷ lục thế giới của cuộc thi sức mạnh một giờ muki kịp thời ngắt lời của rijim kích động tạm thời không nói thực lực của anh có thể phá vỡ kỷ lục không chỉ với ba chuyện khó trước mắt đã khó có thể giải quyết rồi một là không có tiền mua nguyên liệu hai là không có xưởng chế tạo, ba là thử thách kỷ lục cần một địa điểm trong phòng cấp thế giới. vậy sẽ là một khoản tiền trên trời. tuy nhiên những thứ này không thể cản được quyết tâm của Brightim. anh ấy nhờ Muki làm quản lý của mình, kêu gọi hỗ trợ giải quyết vấn đề thứ ba, còn mình nhặt nguyên liệu cũ để giải quyết vấn đề thứ nhất. mục sư tốt bụng cống hiến nhà kho nhỏ của mình cho họ để giải quyết vấn đề thứ hai giúp anh ấy. tuy nó vô cùng đơn sơ nhưng Brightim lại không có cảm giác vậy. anh ấy càng hạ quyết tâm phải hoàn thành trước một tuần Botman thử thách kỷ lục thế giới. Đã xác định được mục tiêu rồi, việc còn lại chính là chuẩn bị kỹ càng. Ban ngày, anh ấy luyện tập một mình không biết mệt, buổi tối ở nhà kho chế tạo chiếc xe đạp tưởng tượng. Wright im không có thu nhập, nhưng vợ anh ấy lại ủng hộ anh tuyệt đối. Không chỉ như vậy, sau khi tan làm, Anna còn cùng anh ấy luyện tập. Người vợ như vậy thực sự quá tốt. Ngoài thời gian ngủ ra, lúc nào anh ấy cũng đều tìm cảm giác thi đấu, luyện tập ổn định bước đi, nhớ kỹ khoảng cách giữa hai chân, sau đó dùng cảm nhận luyện ra được vào việc chế tạo xe. Anh ấy không muốn dừng lại một giây phút nào, vì một khi dừng lại, chứng trầm cảm sẽ theo đó trầm trọng hơn, lời thì thầm sẽ vang lên bên tai anh ấy. Điều này sẽ khiến anh hụt thẫn kỳ lạ, sẽ khiến anh lo lắng, sợ hãi vô cùng, giống như linh hồn của mình phải đối diện với màn đêm vô tận vậy. Raichin không dám nói với người khác, vì anh thấy đó là biểu hiện của sự yếu đuối. Cùng lúc đó, kế hoạch chế tạo xe của anh ấy lại rơi vào khó khăn lần nữa vì không tìm được vòng bi phù hợp. Chỉ là chuyện nhỏ như vậy cũng khiến anh ấy cảm thấy vô cùng thất bại. Mặt khác, việc gọi vốn của Muki cũng không thuận lợi lắm. Mỗi lần anh ấy chuyên tâm đi nói chuyện, đều sẽ bị lễ tân nhận ra thân phận nhân viên giao hàng của anh ấy và đuổi anh đi. Đúng lúc lòng anh ấy đã nguội lạnh thì bạn bè anh ấy đã giới thiệu với anh ấy một thương nhân. Khi Muki định nói ra yêu cầu của mình thì ông chủ này đã cởi áo trước mặt anh ấy. Chuyện này đã khiến Muki sợ tới nỗi đổ mồ hôi hột. Thì ra ông ấy chỉ muốn thay quần áo mà thôi. Ông ấy cũng là một người đam mê đạp xe, vì ông ấy đã từng nghe qua chiến tích của Graychim nên ông ấy đã đồng ý trở thành nhà tài trợ độc quyền của họ. Mọi việc đã được chuẩn bị, chỉ còn thiếu cơ hội Hiện giờ vẫn còn thiếu một vòng bi phù hợp. Cho tới hôm nay, anh ấy đã nhìn thấy chiếc máy giặt đang chuyển động với tốc độ cao, Graychim bỗng có một ý tưởng táo bạo. Anh ấy tháo tung máy giặt trước mặt vợ mình, sau đó lấy ra vòng bi khiến anh ấy hài lòng. Mục sư thật sự không thể nhìn tiếp được nữa, nhưng Graychim lại nói vợ mình hoàn toàn đồng ý. Mục sư bất lực nói, cậu thật sự là một người đàn ông hạnh phúc. Cuối cùng, trong ánh mắt sững sờ của mọi người, chiếc xe đạp kỳ lạ này cuối cùng cũng hoàn thành. Chỉ có một mình vợ anh ấy mỉm cười, còn những người khác đều không xem trọng chiếc xe đạp này. Rai Kim vô cùng kích động đạp hai vòng, anh ấy đặt tên cho nó là Niềm tin cổ kính. Không có đường đua chuyên nghiệp, anh ấy chỉ đành thử nghiệm trên đường quốc lộ, nhưng kết quả lại rất không lý tưởng. Muki rất không hài lòng với cách làm này của anh ấy. Anh ấy cho rằng xe đạp trong nhà mà đạp ngoài quốc lộ rõ ràng là vớ vẩn. Anh ấy lại vô cùng tự tin chiếc xe của mình có thể phá vỡ kỷ lục. Cho dù hai người tranh cãi chẳng vui vẻ gì, nhưng Muki vẫn dùng số tiền tài trợ vốn rất ít ỏi để mua vé máy bay cho Rai Kim và vợ anh ấy, còn bản thân anh ấy thì tự bỏ tiền túi tới một địa điểm chuyên nghiệp ở Na Uy. Đúng lúc Grime định lắp ráp chiếc xe đạp thì Muki gọi anh ấy lại. Suy nghĩ tới sự an toàn của anh ấy, Muki đã thuyết phục nhà tài trợ căn cứ theo niềm tin cổ kính để phục chế ra một chiếc xe đua giống hệt. Còn Grime chỉ gõ gõ khung xe, liền đưa ra kết luận chiếc này nặng hơn xe của mình. Tuy nhiên Muki nói chỉ cần lái chiếc xe này phá kỷ lục, họ có thể có được khoản tài trợ một năm. Tình huống này khiến anh ấy rất khó lựa chọn. Vợ thì tôn trọng lựa chọn của anh ấy. Để không phụ ý tốt của bạn bè, anh ấy quyết định lái chiếc xe mới này để thi đấu. Đúng lúc anh ấy ngồi ở khu vực chờ và ăn sandwich, thì người quản lý của hiệp hội xe đạp quốc tế đã đi tới. Họ vừa mới bắt tay nhau xong, người quản lý đã lấy khăn lau tay ra lau sạch tay phải, đồng thời chỉ chỉ trò trò chiếc xe tạo hình kỳ lạ này. Gryceem right giải thích, nói thiết kế của mình hoàn toàn phù hợp với quy định. Lãnh đạo hiệp hội cười khinh bỉ nói, tôi chỉ quan tâm anh có thể phá được kỷ lục không mà thôi. Nhờ từng tiếng cổ vũ của vợ mà Gryceem right đã đạp xe xuất phát. Chỉ cần có thể hoàn thành 205 vòng trong vòng 1 giờ đồng hồ, anh ấy có thể phá vỡ được kỷ lục thế giới rồi. Tuy nhiên, Gryceem right mãi không được tìm được cảm giác anh ấy chưa từng đạp xe trong phòng thế này và với kiểu đường đua ổn định bất biến thế này anh ấy càng cảm thấy vô cùng căng thẳng thời gian trôi đi từng chút một số vòng càng lúc càng nhiều cùng với thể lực của anh ấy dần tụt giảm tiếng thì thầm đáng sợ đi kèm chứng trầm cảm kia lại một lần nữa vang lên bên tai anh ấy tiếng cười chế giễu và lời chửi rủa của đám trẻ xấu xa hồi nhỏ cũng mãi khác trong đầu anh ấy không đuổi đi được vợ anh ấy ở bên không ngừng hò hét tiếp sức cho anh ấy nhưng cùng với thời gian trôi đi tất cả mọi người đều biết lần này anh ấy đã không thể phá vỡ được kỷ lục người của hiệp hội vui mừng ra mặt cùng với âm thanh kết thúc vang lên, anh ấy còn gần hai vòng nữa chưa chạy xong. tuy thành tích xem như không tệ, nhưng Kim lại khó mà chấp nhận thất bại như vậy. được rồi, hãy để tất cả những người này tránh xa ra. xin hãy lui về phía sau để anh ấy hít thở chút không khí. đây lại là một lần thất bại nữa. đừng như vậy, hãy nhìn em. Kim đừng như vậy. đúng rồi, làm vậy. những âm thanh khủng khiếp bay lượn trong đầu này, tất cả đều là giấc mơ không thể thoát được đi kèm với chứng trầm cảm. nhờ vợ an ủi, tâm trạng của Raikim cũng cân bằng trở lại. ngay lập tức anh ấy tìm hiệp hội. Hy vọng có thể thử lại lần nữa. Chỉ sau 24 giờ của tôi và mọi người ở đây đã thỏa thuận, chúng tôi có thể ở lại nhà thi đấu này tới 10 giờ 30 phút sáng mai. Right Im hẹn 9 giờ sáng mai. Mặc dù hiệp hội rất khinh thường thanh niên nghiệp dư lớn tuổi này, nhưng cũng không thể không đồng ý thử thi lại. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy phải tiến hành hai lần đua cường độ cao, là ai cũng đều khó mà nuốt được. Nhưng right Im không muốn từ bỏ, càng không muốn nhận thua. Để giữ được cơ bắp phần đùi, anh ấy không ngừng uống nước trong đêm anh ấy dùng cách này để bàng quang cứ 2 giờ đồng hồ lại gọi mình tỉnh dậy một lần luyện tập trong đêm để tránh cơ bắp đùi căng cứng mặt khác muki cũng không rảnh rỗi anh ấy biết niềm tin cổ kính là tâm huyết của bản thân nên đã bỏ thời gian một đêm giúp Rai Kim cải tạo hôm sau họ lại lần nữa tới địa điểm đua nhân viên ứng phó rất hờ hững quán quân trước cũng tốt bụng chạy tới ngăn anh ấy anh như vậy sẽ làm mình bị thương đó Kim vẫn kiên quyết xuống điểm xuất phát niềm tin cổ kính trong tim sự giúp đỡ hết lòng của bản thân người vợ ủng hộ đồng hành Tất cả những điều này đều khiến Gray chim kiên định. Tôi chưa từng thử nó nên lần đầu nó khiến tôi sợ hãi, nhưng bây giờ tôi đã khác trước, hãy để những sợ hãi kia đều biến đi chỗ khác đi. Một vòng hai vòng rồi ba vòng, đường đua đáng ghét này tại sao không có điểm cuối? Tiếng thì thầm sợ hãi đó lại xuất hiện lần nữa. Tuy nhiên lúc này, Gray chim đã vứt bỏ tất cả, anh ấy chỉ quan tâm vào đường đua phía trước, chỉ cần chú ý nhịp tim của mình, dần dần trước mắt anh ấy là một vùng mờ ảo. Bên tai cũng chỉ còn tiếng vỗ tay cổ vũ. Lúc này đến cả quán quân trước vốn khinh thường anh ấy cũng kích động cổ vũ cho anh ấy tốc độ của anh ấy vòng này lớn hơn vòng kia giống như một cái tát thật mạnh vào mặt lãnh đạo hiệp hội vậy một kẻ mạnh sẽ không bao giờ cúi đầu cuối cùng griteim ombre đã thành công phá vỡ kỷ lục thế giới trở thành người lập kỷ lục thế giới mới sớm hơn botman một tuần khoảnh khắc vinh quang giờ đây đã thuộc về anh chàng không chịu từ bỏ này hơn nữa có một tờ chi phiếu và chi phí tài trợ một năm khiến cuộc sống của anh ấy không còn khó khăn nữa đúng lúc tất cả mọi người đang chúc mừng anh ấy thì griteim lại trốn một mình vào một góc Lúc Muki tò mò muốn kéo anh ấy lên cùng thì vợ vội gọi Muki lại, vì cô biết tình trạng bệnh của Grime. Anh ấy bây giờ chỉ muốn trốn vào một góc tối khóc một trận thật lớn. Grime trở thành quán quân về tới nhà mục sư, sau đó cảm ơn sự giúp đỡ của mục sư đối với mình. Ở đây, anh ấy nhìn thấy bức ảnh người vợ quá cố của mục sư. Bức ảnh này lại khiến anh ấy có một cảm giác quen thuộc tới kỳ lạ. Một tuần sau, các bạn đều đón xem trực tiếp Batman thử thách phá vỡ kỷ lục thế giới, còn Grime thì lựa chọn không xem thi đấu mà ra ngoài đạp xe. Điều không hay là Botman lại lần nữa xóa kỷ lục của anh ấy, đen đủi hơn nữa là xe đạp của Graham cũng hỏng giữa đường trong lúc trời mưa to. Chỉ vì điện thoại công cộng không thể dùng, anh ấy buộc phải tới quán bar gần đó nhờ trợ giúp. Lúc này, mấy tên lưu manh đã chú ý tới Graham đang gọi điện thoại. Chúng chính là đám trẻ xấu xa hồi nhỏ thường xuyên bắt nạt anh ấy. Chúng không chỉ khiêu khích bằng lời nói, sau khi ra cửa lại chặn Graham như hồi còn nhỏ. Nhưng lần này, anh ấy không bỏ chạy mà giận dữ phản kháng anh ấy nhấc chiếc xe đạp lên đấu lại mấy tên vô lại này giống như chống lại cái bóng tối tăm của tuổi thơ đã đi theo mình vậy anh ấy trước kia chỉ không ngừng tăng tốc vứt bỏ sợ hãi còn bây giờ anh ấy đã cõng xe đạp lên dũng cảm sải bước về phía trước Rai right định lập tức thử thách kỷ lục giành lại vị trí quán quân nên đã lựa chọn tham gia vào thi đấu rượt đuổi bằng xe đạp với botman vào năm tuần sau muki hiểu tâm trạng của anh ấy anh đề nghị chi bằng cuối năm hãy thử thách kỷ lục lần này sẽ có nhiều tài trợ và nguồn vốn hơn nữa nhưng Wright không đồng ý chờ tới cuối năm anh ấy thấy chỉ có áp lực mới khiến mình ở đỉnh cao. Trong cuộc đua giật đuổi 5 tuần sau, hai quán quân thế giới cùng đọ sức trong cùng một sân khấu. Wright Im vẫn đạp chiếc xe cũ của mình, còn chiếc xe của Botman trị giá 500.000 bảng Anh. Đây là cuộc đua giật đuổi 4000 m nhưng Wright Im lại không hề sợ hãi. Anh ấy đã chiến thắng sợ hãi trong lòng mà chiến thắng Botman với 2.38 giây, trở thành quán quân mới đứng trên đỉnh cao lần nữa. Vợ vui mừng nhảy cẫng lên, mục sư nghe trực tiếp cũng cảm thấy tự hào về anh ấy. Tuy nhiên, Raheem vẫn không thích chúc mừng sau trận đấu. Sau khi anh ấy về nước thì vinh quang tràn ngập, thậm chí còn được mọi người phong là người bay Scotland. Lúc này, anh ấy cảm nhận được vinh quang khi làm quán quân. Đó là cảm giác kỳ diệu được tất cả mọi người cổ vũ. Nhưng hiệp hội xe đạp luôn khinh thường anh ấy vẫn vô cùng khó chịu. Một chiếc xe cũ nát được lắp ráp từ linh kiện máy giặt cũng có thể trở thành quán quân, thử hỏi tư bản sau này sao có thể kiếm tiền của mọi người được đây. Để kịp thời ngăn chặn tổn thất, họ đã lấy lý do vô căn cứ nói tư thế đạp xe của Chim khó coi, đồng thời lấy lý do anh ấy có thể sẽ bị ngã, để công khai nói tư thế của anh ấy không còn phù hợp với tiêu chuẩn của hiệp hội. Lúc này, Raichim đã bị cấm đua. Cho dù anh ấy nói với truyền thông rằng mình không hề vi phạm quy định, nhưng anh vẫn tức giận vì phản kháng của mình không có tác dụng. Lần này, anh ấy đã lắp thêm lốp bổ trợ, sau này sẽ không còn nguy cơ ngã nữa. Và đối diện với sự sửa đổi quy tắc không giới hạn của anh ấy, hiệp hội nói chỗ ngồi quá dài. Anh ấy liền cưa bớt luôn trước mặt họ. Hiệp hội nói linh kiện không phải là đồ thông dụng trên thị trường. Anh ấy lại đi tìm linh kiện của xe dân dụng mỗi lần hiệp hội làm khó không giới hạn, anh ấy đều tìm được cách để đối phó. Tuy nhiên, về tư cách thi đấu, hiệp hội lại tung ra chiêu tàn nhẫn với Grimes. Họ ra tay với tư thế đạp xe của anh ấy, chỉ cần hai tay không chạm ngực, trọng tài sẽ không phất cờ đỏ, ba lần cảnh cáo sẽ bị xử đuổi ra khỏi trận đấu. Điều này khiến Grimes không ngừng điều chỉnh tư thế khổ không nói hết. Cuối cùng, anh ấy cũng mất đi thăng bằng và ngã trên đường đua, có nghĩa là người bay cũng bị rớt khỏi đàn tế. Thất bại lần này khiến Grimes gục ngã không dậy nổi. Anh ấy trốn trong nhà không muốn gặp bất cứ ai anh ấy uống bia xem đi xem lại video mình bị ngã tiếng gõ cửa dồn dập vang lên người tới chính là tên lưu manh đã ức hiếp anh ấy từ nhỏ hắn tới để sỉ nhục kẻ thất bại là anh nếu nói thành công trước kia giúp Grimes có dũng khí phản kháng vậy thì thất bại hiện tại đã kéo anh ấy về hố sâu đối diện với sự sỉ nhục của tên vô lại ngoài cửa anh ấy lại trở thành một người yếu ớt chỉ biết chạy trốn lời thì thầm đáng sợ đi cùng sự trầm cảm cái bóng u tối hình thành hồi nhỏ sự thất bại trên đường đua tất cả đều tập hợp lại với nhau hoàn toàn chấn áp sự nỗ lực cuối cùng của anh ấy anh ấy mang theo dây thừng cõng xe đạp tới khu rừng âm u, định kết liễu cuộc đời cùng chiếc xe đạp. May mà dây thừng bị đứt, người đi đường cứu được Raichim đau khổ. Vợ anh ấy biết chuyện vội vàng chạy tới bên. Cô muốn tìm một bác sĩ tâm lý cho Raichim, nhưng anh ấy lại nói mình sẽ dùng cách của mình để giải quyết vấn đề. Nhưng anh thật sự sẽ chết đó. Tiếng khóc của vợ khiến anh ấy nhận ra, có lúc thành công dễ dàng, nhưng muốn đứng dậy lại vô cùng khó khăn. Anh ấy tới cửa hàng xe đã đóng cửa của mình, ngồi ở đây suy nghĩ rất lâu. Rốt cuộc tôi muốn cái gì? Cuộc đời của tôi có ý nghĩa gì? Cuối cùng anh ấy nói với vợ mình muốn từ bỏ quá khứ, trở lại làm nhân viên giao hàng, để tất cả mọi chuyện trở lại từ đầu. Hôm sau, người của nhà thi đấu Na Uy đã gửi truyền phát tới cho anh ấy. Đây là một miếng sàn lúc anh ấy đã làm vỡ. Bọn họ muốn cảm ơn Bryn đã có được thành tựu mang ý nghĩa lịch sử trong nhà thi đấu này. Họ hy vọng mảnh vỡ trên đường đua này sẽ giúp anh phấn chấn trở lại. Nó tượng trưng cho dấu chấm trong một đoạn đường đời của Bryn, hơn thế là đại diện cho một cuộc khởi đầu của sau này. Có thế nào anh ấy cũng không thể ngờ sau khi đi làm, gói hàng đầu tiên mà anh giao đi lại là mục sư cố ý sắp xếp anh ấy tới tìm mình. Thì ra gió đường đã bị dỡ bỏ và mục sư cũng chuẩn bị rời khỏi đây, để tiếp tục làm thủy thủ già trên biển, ông lão kinh nghiệm phong phú này nói, tôi phải kể cậu về câu chuyện về vợ tôi. Ông ấy nói người vợ quá cố của mình cũng có bệnh giống hệt anh ấy. Năm đó, vợ ông ấy đã không thể chấp nhận quá nhiều thứ nên như rơi vào một vũng bùn. Bà ấy một mình quanh quẩn trong bóng tối, bị nó nuốt chừng từng chút một và tất cả căn nguyên cũng đến từ hồi nhỏ không thể lên tiếng. Cuối cùng, bà ấy đã chọn cách từ bỏ cuộc đời. Ông ấy của Vũ Chim right phải nói ra cảm nhận trong lòng mình. Thật sự không có ai chê cười chúng ta cả. Trầm cảm không phải là chuyện gì mất mặt hết. Có dũng khí đối diện với bóng tối sẽ có thể nhìn được ánh mặt trời sáng lạn của ngày hôm sau. Chim right do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra, bọn họ khiến tôi cảm giác tôi chẳng là gì cả, giống như đồ đã qua sử dụng vậy. Họ là ai? Chim. Right không sao, nó giống như lần đầu cậu đạp xe vậy. Tiếp tục đi về phía trước, cậu sẽ không sao hết. Lời tâm sự của mục sư khiến Wright Im bắt đầu nhìn lại bản thân. Anh ấy giữa niềm tin cổ kính đã phủi bụi bấy lâu ra. Chiếc xe trước mặt không phải chính là kết tinh của tất cả mọi người đã giúp đỡ mình sao? Wright Im thấy được mình trong mắt con trai như siêu nhân. Lần này anh ấy quyết định chiến đấu vì người nhà, chiến đấu vì sự sợ hãi trong lòng mình. Người bay này đã giác ngộ lần nữa, cố gắng khôi phục lại trạng thái của mình. Đến năm 1995, cuộc đua giật đuổi trong nhà cấp thế giới, Wright Im đã cải tiến chiếc xe đạp. Trên cơ sở những cái có sẵn, lấy việc này để đối phó với việc hiệp hội làm khó mình trong hàng chục nghìn người anh ấy vừa nhìn đã thấy vợ mình và anna đã đáp lại anh ấy bằng một nụ hôn gió điều này khiến anh ấy kiên định với suy nghĩ buộc phải chiến thắng cùng với tiếng súng vang lên trận đấu cũng chính thức bắt đầu đối diện với người mới nhẫn nại hơn và sức bộc phát tốt hơn anh ấy không hề lo lắng chút nào vì anh ấy muốn chiến thắng chính bản thân trước giờ vẫn luôn yếu đuối trên biển mục sư cũng đang theo dõi trận đua các khán giả đều hô lớn anh ấy là siêu nhân ngồi trước màn hình tv lại càng nhiều người hơn nữa họ đều hô hào cho sự trở lại của siêu nhân Bright im làm lại từ đầu trên đường đua đã trở thành anh hùng trong lòng mọi người. Bọn họ ai nấy đều rơi nước mắt, như thể chính bản thân mình đang thi đấu vậy. Lo lắng, bối rối, căng thẳng, sợ hãi, những thứ này đều là ác mộng cả đời anh ấy muốn thoát khỏi. Bright im cũng không có ý định bỏ trốn thêm một lần nào nữa. Anh ấy muốn mang hết tất cả tiếng cổ vũ của mọi người, sự cổ vũ của họ để dũng cảm xua đuổi đi sự sợ hãi trong lòng. Lần này, Bright im đã quên hết tất cả, người bay Scotland lần nữa lại trở thành quán quân thế giới. Đây nhất định là thành tựu lớn nhất của anh ấy, là cảnh tôi cảm thấy cảm động lòng người nhất trong cuộc đua, quá giỏi rồi. Người đàn ông đạp chiếc xe cũ kỹ, người đàn ông mỗi ngày chỉ ăn một cái sandwich, anh ấy lại lần nữa đạt được quán quân. Mục sư trên biển dơ cốc rượu lên trời và Greg right đã viết tên người giúp anh ấy, tất cả đều viết không thiếu một ai lên chiếc xe niềm tin cổ kính. Nếu bên cạnh bạn có người bị trầm cảm, vậy thì xin hãy cho họ tình yêu và sự giúp đỡ, vì cho dù ánh sáng yếu ớt thế nào cũng có thể trở thành sợi dây kéo họ ra khỏi bóng tối. Nếu bạn ở trước màn hình bị trói buộc, xin hãy nhớ trước giờ không phải một mình bạn đang chiến đấu xin hãy mang theo sự cổ vũ và giúp đỡ mang những năng lượng yêu thương đó để dũng cảm tiến về phía trước khi đủ dũng cảm đối mặt bất luận là thắng hay thua vậy thì bản thân bạn đã trở thành quán quân của chính mình rồi cố lên các khán giả trước màn hình các bạn nhất định sẽ nhận được ánh sáng của chính mình tập phim hôm nay đến đây thôi hãy follow kênh để đón chờ các tập tiếp theo nhé